Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ à, Vừa rồi thì mình cũng đã update cho các bạn về chương trình EROP của cái dự án Soy Finance Và cái mạng Calisto Network nha các bạn Thì nhiều bạn bảo rằng là không mua được cái đồng CLO và không có đồng CLO để có thể tham gia Thì à, mình quyết định là sẽ erop cái đồng uh, clo cái mạng calisto network cho anh em và chỉ cần anh em làm uh, đầy đủ các cái điều kiện này đầu tiên là các bạn tham gia vào group và channel telegram của đội ngũ bên mình để cập nhật những cái thông tin mới nhất đến từ các chương trình erop và những cái dự án uy tín trong thị trường tiền điện tử nhé thứ hai là các bạn chia sẻ cái bài viết này này chia sẻ cái bài viết ở trên diễn đàn này này uh, lên trang twitter hoặc là trang facebook và thứ ba là các bạn sẽ comment theo cái mẫu như sau này vì mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn nhé ví dụ các bạn đã join vào channel group này và uh, channel telegram và group này sau đấy các bạn là comment cái username đấy username telegram của các bạn này cái đường link mà các bạn chia sẻ cái bài viết này ở trên trang tweet của các bạn nhé ví dụ này ví dụ các bạn uh, lên twitter của bạn ấy sau đấy các bạn chia sẻ cái bài viết này Đấy Và các bạn có thể sử dụng là cái Đây Ví dụ như thế này Đấy Aerobe này Sử dụng là Đấy Sau đấy các bạn nhấn tweet lại này Đấy Sau đấy các bạn nhấn view để lấy cái đường link Đấy là chia sẻ lên tweet nhá Đấy và các bạn sử dụng ví uh, ccl để nhận coin này các bạn sử dụng ví metamask cài đặt mạng uh, calisto network mainnet rồi ấy. đấy ok sau đó các bạn nhấn trả lời thì mình sẽ check thông tin và check điều kiện là đủ điều kiện thì mình sẽ uh, phân phối cho các bạn nhé mình sẽ erop cho các bạn mỗi người nhận uh, một ccl dành cho 50 người đầu tiên nhé đấy 50 người đầu tiên uh, để có thể uh, các bạn có thể được cái đồng ccl À, và các bạn có thể tham gia khám phá cái mạng à, calisto network nhé hy vọng là sắp tới thì cái mạng à, calisto network nó sẽ phát triển để chúng ta có thể à, kiếm được lợi nhuận đến từ cái sàn soi chấm cũng như là cái hệ sinh thái của cái mạng Đây, cái mạng này này calisto network này đây Đấy, ok Đấy, như vậy là mình đã biết xong cho các bạn nhé Thì các bạn làm đầy đủ thông tin Và làm đầy đủ các cái bước đây Thì các bạn sẽ nhận được một Seclaw nhé Đấy, ok, cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi Và đồng hành cùng với channel của Tiền Giúp Phụ nhé Những cái gì thắc mắc không hiểu Thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video Mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại